Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần được phát sóng trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, nhờ có chính sách đúng đắn triển khai trong thời gian qua, nông nghiệp tiếp tục phát triển với tốc độ cao theo hướng sản xuất hàng hóa, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia. Một số mặt hàng xuất khẩu chiếm vị thế cao trên thị trường thế giới. Một số mô hình doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao như tập đoàn TH, Vinamilk, Dabaco, tập đoàn Hòa Phát, tập đoàn Hùng Vương, Vingroup đã thành công và có sức lan tỏa lớn. Tuy nhiên, số doanh nghiệp này mới chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ. Hiện tổng số doanh nghiệp đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp mới chỉ khoảng 49.600 doanh nghiệp, chỉ chiếm khoảng 8% tổng số doanh nghiệp cả nước, một con số khá khiêm tốn. Vậy vì sao các doanh nghiệp lại chưa đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực nông nghiệp? Có khó khăn và trở ngại nào? Chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần của chúng tôi ngày hôm nay sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến nay đã có trên 49.600 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Số lượng doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp chỉ khoảng 8% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước. Số doanh nghiệp trực tiếp sản xuất các sản phẩm nông lâm thủy sản chỉ chiếm khoảng 1% tổng số doanh nghiệp với số lượng khoảng 7.600 doanh nghiệp. Còn lại là doanh nghiệp trong chuỗi các ngành liên quan đến nông nghiệp như chế biến hàng, cung cấp nguyên liệu đầu vào, doanh nghiệp dịch vụ thương mại. Khoảng 90% doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp là doanh nghiệp tư nhân. Còn lại là các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp FDI. Xét theo quy mô lao động, 96% các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp chủ yếu có quy mô nhỏ và siêu nhỏ. Các doanh nghiệp mà kêu gọi để đầu tư vào nông nghiệp, tức là vào nước, chúng ta suốt bao năm thế mà các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp có 8%, quá thấp. Mà trong 8% đấy thì đại đa số các doanh nghiệp lại rơi vào làm dịch vụ, ví dụ sản xuất phân bón, sản xuất giống, sản xuất thuốc bảo vệ thực vật hoặc sản xuất những cái nông cụ khác, chứ không phải là đầu những doanh nghiệp mà đầu tư sản xuất từ đầu cho tới cuối. Bây giờ chúng ta cần những doanh nghiệp mà đứng nhảy vào nông nghiệp từ sản xuất đến tiêu thụ thì mới được, và khi đó thì họ sẽ quy tụ được cái ruộng đất, quy tụ nông dân, và muốn như thế thì đòi hỏi là phải có chính sách của nhà nước. Theo các chuyên gia, hiện có rất nhiều rào cản đang cản trở doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này. Thưa quý vị, sở dĩ ngành nông nghiệp có nhiều dư địa để phát triển nhưng sức thu hút đầu tư cho lĩnh vực này còn kém, một phần lớn là do chính sách tiếp cận đất đai. Phóng sự sau sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về vấn đề này. Mô hình rau an toàn này được công ty Gia Vi triển khai từ năm 2014 và hiện đang cung cấp cho các tỉnh thuộc khu vực phía Bắc. Ông chủ dự án rau Gia Vi chia sẻ, để có được khoảng 1.500 m² để trồng rau sạch, doanh nghiệp này phải huy động từ 10 hộ nông dân của hợp tác xã Hòa Bình. Hiện tại doanh nghiệp này đang triển khai mô hình sản xuất cánh đồng lớn trên nhiều địa phương. Tuy nhiên, đang gặp rất nhiều khó khăn về phát triển quỹ đất. Cái việc mà gọi là dồn điền đổi thửa ấy, là nó chưa thực hiện được đồng bộ. Lấy ví dụ cụ thể như là khi mà mình về đây mình làm ở vùng Hòa Bình, thì đã có những trường hợp là mình làm với, có giai đoạn là mình ngồi mình trao đổi với 10 hộ dân chỉ để có tổng một cái diện tích có 1.500 m², rất nhỏ, và họ không dồn điền đổi thửa ở vùng này. Trong thực tế là ví dụ như 1.000 cái diện tích mà mình đang có kia là của có chỉ 1.200 m² thôi, cũng đã có 4 hộ dân tham gia. Tức là nó rất khó khăn trong cái vấn đề về việc là đa canh, vì khi là của một hộ ấy thì người ta rất dễ sẵn sàng trong cái việc là trồng nhiều loại cây ở trên cùng một vùng diện tích. Nhưng mà đặc điểm của mình, dân Việt Nam mình là cái mùa nào là mình cùng nhau trồng một loại, nên là rất khó để phân công. Tập đoàn này kinh doanh đa ngành nghề, riêng lĩnh vực nông nghiệp chiếm tỷ trọng rất lớn. Tuy nhiên đây cũng là lĩnh vực chậm phát triển nhất. Thủ tục đất đai là một trong những rào cản khiến doanh nghiệp bị thua thiệt nhiều trong sản xuất. Tôi xây dựng 5 nhà máy, 5 năm rồi chưa xong thủ tục đất đai, phải không? Thì vậy thì chính phủ nói vừa khuyến khích anh vô, nhưng mà bên đây thì lại gặn lại. Các chuyên gia nhận định, hiện tại đất đai vẫn là đang điểm nghẽn lớn nhất đối với các doanh nghiệp khi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Chính sách về chung của chúng ta bây giờ thì vẫn là sở hữu đất đai thuộc toàn dân và trao quyền sử dụng đất cho nông dân, cho các doanh nghiệp. Nhưng cái quyền sử dụng đó phải được coi là quyền tài sản. Để trong thời gian mà người ta được quyền, nhà nước giao cho quyền sử dụng thì người ta được toàn quyền trên mảnh đất của mình, được quyền làm sao giữ được tốt nhất lợi ích của người ta. Cái đất của chúng ta hiện nay là chúng ta bình quân một hộ đất canh tác chỉ có 4.000
280 mét vuông theo một hộ. Nếu chia theo người đầu người thì còn rất thấp, có 1.150 hecta mét vuông cho một người. Mà họ sống bằng nông nghiệp thì không phải, đúng, chủ trương của chúng ta người cày coi ruộng từ khi cách mạng chúng ta có đấy bây giờ. Người nông dân thì phải có ruộng, có đất. Cho nên cái tích tụ đất để cho cái doanh nghiệp vào với cái quy mô lớn để sản xuất nông nghiệp là vô cùng khó khăn. Các chuyên gia nhận định, nếu giải quyết tốt điểm nghẽn về đất đai, hướng sản phẩm nông nghiệp đến các sản phẩm sạch và tiêu dùng thông minh, ngành nông nghiệp sẽ bứt phá mạnh mẽ và thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp. Ngoài những khó khăn về đất đai, hầu hết các doanh nghiệp đầu tư cho nông nghiệp đều gặp khó khi tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Rất ít doanh nghiệp đáp ứng được các đòi hỏi của ngân hàng, thiếu vốn khiến cho việc sản xuất mở rộng kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Gần 20 năm đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp với sản phẩm thanh long xuất khẩu sang nhiều thị trường khó tính, đại diện doanh nghiệp này than phiền, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp là rất nhiều, tuy nhiên hiệu quả thực tiễn đi đến doanh nghiệp là điều còn rất quan ngại. Dù đã vào ngành nhiều năm, tuy nhiên tiếp cận với nguồn vốn vẫn là câu chuyện không hề dễ dàng đối với doanh nghiệp. Mình là người thành phố, ra ngoài Bình Thuận mua đất, trang trại làm. Nhưng mà ở ngoài đó đi vay ngân hàng, tới hỏi ông ngân hàng cho vay, ông nói ông thành phố thì tôi không quản được ông, thì ông phải về thành phố ông vay. Còn mình về thành phố mình hỏi ngân hàng nói là tài sản ông nằm ngoài kia, thì ông ra ngoài kia ông vay, tôi ở trong đây tôi không quản được. Rốt cuộc là mình người tài sản mà không có vay được gì hết. Mà không vay gì đó thì phải đi đêm, phải này kia, nói chung là nó không đúng với chính sách. Tại vì chính sách nói là dễ dàng. Cũng có ngân hàng ABC nhưng mà rút cuộc tới là cứ đá qua đá lại rồi không biết làm sao. 20 tỷ để đầu tư mỗi năm nhưng chỉ có một ngôi nhà giá trị 1 đến 2 tỷ để thế chấp. Nên ông Phạm Đình Triều, hộ nông dân tại Thái Bình được ngân hàng cho vay chỉ vỏn vẹn 1 tỷ đồng. Một con số vô cùng hạn chế so với mức đầu tư cũng như doanh thu của gia đình ông Triều. Thì gia đình thì đã đầu tư trên dưới 20 tỷ rồi. Thì cũng không thể có nhà để tiền để mà xây nhà vì mình đang đầu tư, đang phát triển. Thì không thể có xây được nhà to để mà chế chấp ngân hàng được. Thì mình chỉ có một cái nhà gọi là cũng tương đương 1-2 tỷ thôi. Thì cũng chỉ chế chấp làm sao vay được 1 tỷ cũng không vay được nhiều. Thì ngân hàng nông thôn thì tất cả người ta cho vay. Thì người ta đều nhìn vào cái tài sản cố định của mỗi gia đình người ta mới cho vay. Nên còn mình có làm đến 100 tỷ người ta cũng không cần biết. Nên người ta chỉ biết là cái nhà của anh 3 tỷ thì người ta chỉ cho anh vay 1 tỷ thôi. Còn ở ngoài kia, anh có làm cái trang trại đến 30 tỷ, người ta cũng không cần biết. Đấy, người ta vì mình không phải là chế chấp vững chắc thì người ta không cho vay. Thật ra là về cái khó khăn ấy, thì là bên chúng tôi là khó khăn về nguồn vốn rất nhiều, về cái năng lực của bản thân. Chúng tôi là thiếu vốn. Thứ hai nữa là nguồn vốn ưu đãi thì là rất là khó khăn. Nên không đáp ứng được với những nhu cầu như chúng tôi là không có vốn nhiều để phát triển mạnh. Thứ hai là về cái máy móc, về cái khoa học bây giờ đấy, thì là thiết bị là nó đòi hỏi phải cao lắm. Cho nên chính vì thế cho nên là cái doanh nghiệp vừa và nhỏ như chúng tôi là không dám phát triển mạnh. Trên thực tế, cũng có không ít hộ gia đình, hợp tác xã, tổ hợp hợp tác xã ở vùng cao muốn mở rộng sản xuất. Nhưng do không có tài sản đảm bảo nên việc tiếp cận với nguồn vốn tín dụng gặp rất nhiều khó khăn. Qua ngân hàng nông nghiệp hầu như là chúng tôi không tiếp cận và không đạt được mục tiêu, mặc dù nó cũng là ưu đãi, bởi vì ở đây hướng đến là người nghèo và người đồng bào dân tộc thiểu số. Chỉ có khoảng 10% trong số người đồng bào dân tộc thiểu số có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tiếp cận được với cái nguồn vốn của ngân hàng nông nghiệp. Lý do mà ngân hàng nông nghiệp đưa ra đó là cái thói quen sinh hoạt của họ cũng như là cái hình thức mà tiết kiệm của họ là không có, cho nên sợ rủi ro và không cho vay. Cái tín dụng đủ thứ loại thế chấp, tôi nói với chị, trên miền núi Tây Nguyên thì các cái sổ đỏ đất nó đã làm được đâu, đất của nông trường phân cho người ta đến nay đã cấp sổ đỏ đâu, có cái gì để mà thế chấp. Còn có một cái nhà của người ta nó nhỏ bé, nó không như nhà 4-5 tầng ở Hà Nội, nó không phải như cái nhà ở Hồ Hoàn Kiếm, nó không có giá trị cao lắm đâu. Cho nên cái việc thế chấp mà đòi thì rõ ràng là hợp tác xã rất khó khăn để vay tiếp cận tín dụng. Cho nên trong cái báo cáo có 0,67%
hợp tác xã trong cái số, trong trên cái số 11.000 hợp tác xã của toàn quốc mà có 0,67% là vay được có tín dụng. Chính phủ đã có những chính sách điều chỉnh trong việc cho nông dân vay vốn, thế nhưng đòi hỏi đơn giản hóa các thủ tục, đặc biệt là trong cho vay không có thế chấp bằng tài sản đối với hộ nông dân theo Nghị định số 41 năm 2010 và Nghị định số 55 năm 2015 dường như vẫn chưa phát huy được hiệu quả. Không chỉ vậy, dù thế chấp ngân hàng, doanh nghiệp cũng không được vay 100% giá trị tài sản. Vậy nên điều mà các hộ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp nông thôn muốn nhất lúc này là một chính sách vay vốn linh hoạt, không quá nặng đặt câu chuyện tài sản đảm bảo. Bên cạnh những rào cản về đất đai tín dụng thì cơ chế chính sách cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến cho doanh nghiệp ngại đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Thiếu cơ chế chính sách không thực tế, khó áp dụng đang là rào cản đối với doanh nghiệp. Phóng sự sau sẽ phân tích rõ hơn về vấn đề này. Các chuyên gia nhận định, nông nghiệp là lĩnh vực chịu nhiều rủi ro, yếu tố thiên tai. Bên cạnh đó, những bấp bênh về giá cả thị trường, đầu tư cho nông nghiệp vốn lớn nhưng lợi nhuận thấp, nên mặc dù có nhiều chính sách thu hút đầu tư cho nông nghiệp vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Người ta đầu tư vào nông nghiệp, doanh nghiệp người ta đã bị này, người ta thấy bấp bênh là thứ nhất, là ảnh hưởng rất nhiều bởi thiên tai, thời tiết khí hậu. Thứ hai nữa là dịch bệnh, thứ ba là giá cả, thứ tư nữa là con người tập quán mà lại cộng với chính quyền địa phương mà lại hành họ nữa, thì họ chả ai cũng muốn nhảy vào cái lĩnh vực kinh tế này rất khó khăn. Để thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển, nhà nước cũng đã ban hành nhiều chính sách nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư mạnh mẽ cho nông nghiệp. Tuy nhiên, chính sách không đi vào thực tế khiến cho các doanh nghiệp ngại đầu tư cho nông nghiệp. Nhà nước thì có rất nhiều nghị định, chính sách từ trước đến nay, ví dụ như nghị định về tín dụng cho nông nghiệp này, rồi nghị định về hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó có nông nghiệp nông thôn này, rồi nghị định về tiêu chuẩn hữu cơ của Bộ Khoa học Công nghệ này, rồi nghị định hữu cơ mới ban hành này, rồi nghị định về hỗ trợ chuỗi liên kết sản xuất thương mại này cũng mới ra năm 2018. Rất là nhiều. Nhưng mà có vẻ như là họ vẫn cứ tự thân vận động và tự đứng trên chân mình là chính và phát triển rất là chậm. Tôi nghĩ rằng đây là các chính sách cho đến nay mới dừng lại ở cái chuyện tức là ban bố một số những cái gọi là chủ trương rồi thì là quy trình một cách chung chung. Chưa có một cái cơ quan nào mà thực thi nó một cách tức là gắn kết chính sách với các cái doanh nghiệp. Như tôi nói tức là chưa có một cái viện công nghệ nào làm cái chuyện này. Nó phải là một viện công nghệ thực sự hỗ trợ người ta thực sự. Chứ người ta bế tắc rất nhiều thứ. Và chính vì thế cho nên là để làm cái chuyện này thì phải có một cái chiến lược quốc gia thực sự. Chứ chỉ một bộ nông nghiệp không thôi không có thua. Bộ nông nghiệp làm nhưng mà cái cơ quan chống gian lận nó không làm. Cơ quan chống độc quyền, chống hạn chế cạnh tranh người ta không làm. Thì bộ nông nghiệp cũng thua thôi. Thì rõ ràng là để cho nông nghiệp sạch này phát triển, người ta đang phải tự tìm đường đi và người ta phải rất là bươn chải. Thì cần phải có sự hỗ trợ gì để họ lớn nhanh lên được. Đấy là về phía chính sách. Thế còn về phía người tiêu dùng thì chắc chắn là cũng phải thay đổi. Tại người tiêu dùng bây giờ cứ thói quen là nhìn thấy tươi là mua. Và mua ngoài chợ không cần phải có bao bì nhãn mác, không cần biết xuất xứ. Hiện nay là đa số người tiêu dùng vẫn mua thôi, nhìn tươi, ngon, xanh, đẹp. Nhưng mà chưa chắc phía đằng sau cái sự ngon, xanh, đẹp đó là cái gì thì không ai biết. Rồi thì là 10 năm trời mới ra được một vài cái văn bản. Mà văn bản đấy nó cũng chưa đi vào cuộc sống là bao nhiêu. Nói như vậy để thấy rằng tức là bộ phận chính sách ấy, rất ít quan tâm đến chuyện này. Theo khảo sát, có tới 40% số doanh nghiệp nông nghiệp nông thôn cho rằng việc loại bỏ hoặc hạn chế thủ tục quan liêu trong đối xử với doanh nghiệp là điều quan trọng nhất giúp họ phát triển sản xuất kinh doanh. 76% cho rằng thủ tục phức tạp gây cản trở cho phát triển của doanh nghiệp trong 5 năm tới. Trong đó, có 33% cho rằng đặc biệt trở ngại. Vì thế, việc đơn giản hóa thủ tục trong việc triển khai các chính sách về đất đai, hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp nông thôn phải đặt lên hàng đầu để thu hút mạnh mẽ hơn nữa các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Như vậy, đất đai, tín dụng và cơ chế chính sách hiện đang là những rào cản lớn khiến cho doanh nghiệp ngại đầu tư vào nông nghiệp. Vậy đâu là những giải pháp giúp doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực này? Chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần phát sóng ngày 20 tháng 10 với chủ đề Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp sẽ giúp quý vị tìm ra lời giải đáp. Chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần này cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.